Rốt cuộc thì Alexis Mac Allister là gã như thế nào mà trong thời gian ngắn đã có nhiều đội Big Six lại phải xếp hàng dài xin chữ ký vậy? Cùng chúng tôi tìm hiểu xem Mac Allister là ai trên sân bóng và những điểm đến tiềm năng tiếp theo nhé. Nếu phải dùng một từ để nói về phong cách chơi bóng của Mac Allister thì đó sẽ là sự linh hoạt. Để trở thành một trụ cột ở một đội bóng ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Mac Allister đã phải đứng trước một ngã ba đường ở tuổi đôi mươi. Một là giữ nguyên phong cách ưa thích từ bé của mình, và hai là phải thay đổi và thích nghi. Và thật là may mắn cho người Argentina cũng như chính Mac Allister, chàng trai này đã chọn sự linh hoạt. Chính sự thay đổi này đã tạo nên tiền đề cho chiếc vô địch World Cup kỳ diệu của xứ sở Tango, cũng như một sự nghiệp đầy hứa hẹn của Mac Allister trên đất Anh. Trong những năm tháng thiếu thời, Allister là một cầu thủ di chuyển tự do và ưa thích tìm kiếm các khoảng trống khác nhau để bắt đầu các pha tấn công. Hãy nhìn xa bàn này để có thể hình dung rõ hơn về cách chơi của cầu thủ có nickname là Macca này. Trên xa bàn thì số 10 đỏ chính là Mac Allister. Trong thời gian ở Boca Juniors và ở đội tuyển quốc gia U23 Argentina, cả hai đội này đều chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và Mac Allister đã được tận dụng tối đa khả năng của mình khi được giao những vai trò như là tiền vệ công hoặc tiền đạo thứ hai. Nôm na là anh này sẽ đá giữa trong bộ ba tiền vệ đá sau lưng tiền đạo trong sơ đồ 4-2-3-1. Và về phần xa bàn, chỉ nói về Mac Allister thôi nhé, cầu thủ còn lại sẽ được xem như hình nộm tượng trưng thôi. Khi đội của anh này cầm bóng, Mac Allister có thể di chuyển theo chiều ngang sân ở khu vực bôi xanh trên màn hình. Nếu Macca nhận được bóng sẽ là tình huống tấn công trực tiếp. Trong trường hợp nếu Allister không nhận được bóng do bị theo kèm, khoảng trống sẽ được mở ra cho các tiền vệ cánh và tiền đạo nhận bóng. Ở trên hình là số 7 và số 9 phải trắng. Mac Allister là người khá nhạy cảm về mặt không gian, vì thế nên tiền vệ này có xu hướng cố gắng kéo giãn hàng thủ bằng cách thực hiện các động tác chạy chỗ không bóng phía khung thành đối phương. Mac Allister làm thế còn là để nới rộng khoảng cách giữa hàng thủ đối phương và hàng tiền vệ. Nhưng chỉ thế thôi có lẽ là chưa đủ để thành danh ở môi trường bóng đá đỉnh cao khi mà vị trí số 10 ở bóng đá hiện đại yêu cầu khắt khe hơn thế rất nhiều. Huấn luyện viên Graham Potter đã là người nhìn ra được tiềm năng của Mac Allister khi ông đã gọi cầu thủ này về từ Argentina. Cựu huấn luyện viên Brighton có lẽ đã nhìn được những tố chất khác sẽ làm nên một cầu thủ lớn trong tương lai. Ở Mac Allister, người ta nhìn thấy được tầm nhìn nhãn quan, khả năng triển khai bóng, nền tảng thể lực tốt cùng với việc có thể đảm nhận được nhiều vị trí trong trận đấu. Với những điểm mạnh này, Graham Potter đã kéo Macca về một vị trí thấp hơn thường lệ. Anh sẽ phải chơi như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu như trên hình. Chúng ta sẽ thấy có một chút sự tương đồng với trường hợp của tiền vệ đang khoác áo Man United Eriksen khi anh này cũng đã được Erik ten Hag kéo về đá lùi sâu. Trong giai đoạn không bóng, Mac Allister và người đá cặp là Caicedo sẽ linh hoạt trong việc pressing đối thủ. Có thể một trong hai người sẽ giữ vị trí, người còn lại sẽ tham gia bắt người hoặc cả hai người sẽ cùng tham gia gây áp lực lên đối thủ. Chúng ta đều biết rằng Brighton vẫn ưu tiên việc triển khai từ tuyến dưới, bất chấp gặp nguy hiểm nếu mất bóng. Trong giai đoạn triển khai bóng, nhà vô địch World Cup này sẽ lùi về tạo thêm một lựa chọn triển khai bóng cho các hậu vệ, cụ thể là số 5 và số 3. Cựu tiền vệ của Boca Juniors sẽ sử dụng khả năng giữ bóng cũng như đá một chạm của mình để triển khai bóng ở những bước tiếp theo. Ví dụ trong trường hợp này là việc truyền cho số 2 đang đứng ở bên trái như trên hình. Với vai trò mới này, Mac Allister chính là bộ não và cũng là trái tim của cả một hệ thống thi đấu ấn tượng đến vậy ở Brighton. Song sự chuyển đổi vị trí này không hề dễ dàng một chút nào. Alexis Mac Allister đã vui vẻ thừa nhận rằng anh ta muốn xử người thầy Graham Potter của mình vì đã đặt anh ta một vị trí mới nhưng lùi sâu hơn. Macca sau đó cũng tuyên bố rằng việc bắt tôi đá thấp làm tôi không hạnh phúc vào thời điểm đó. Nhưng sau này nhìn lại thì nhờ việc đó mà tôi đã làm cầu thủ tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Thầy Graham Potter đã gieo hạt giống và đã trồng thành công cái cây Mac Allister rồi. Giờ là lúc những đại gia vào trả giá và hái quả thôi. Với bóng đá hiện đại, đa phần các đội bóng mạnh hoặc là các đội bóng có tham vọng muốn trở thành ông kẹ của làm bóng đá thế giới đều sẽ chọn lối chơi triển khai từ các hậu vệ. Nhưng việc này bản chất chính là một con dao hai lưỡi. Nếu các giải pháp triển khai bóng không thể vượt qua lớp pressing thì đó sẽ là một thảm họa. Số lượng tiền vệ có khả năng thực hiện việc thoát chống pressing và có kinh nghiệm chinh chiến ở Ngoại hạng Anh thực sự không nhiều, và Mac Allister là một trong những số hiếm đấy. Một điểm cộng cho Mac Allister nữa là có sự tương đồng nhất định giữa cách chơi ở Brighton và các đội bóng thuộc nhóm Big Six, nên có lẽ Macca sẽ không mất quá nhiều thời gian nếu chuyển sang một đội bóng lớn hơn. Ngoài ra, sở hữu cầu thủ này, các đội bóng muốn mua sẽ có thêm một món quà tặng kèm, chính là khả năng sút xa rất tốt của Mac Allister. Đây chắc chắn là một thứ vũ khí lợi hại trong bối cảnh các đội bóng lớn đang gặp khó khăn khi gặp phải những đối thủ đổ bê tông. Không phải là người có khả năng tung ra những quả sút từ 35m trở đi, nhưng trong phạm vi chớm ngoài vòng cấm khoảng 25m đổ lại, Alexis thực sự rất nguy hiểm với những quả sút trái phá.
Cuối cùng, mặc dù Brighton hét giá đến 62 triệu bảng Anh cho cầu thủ người Argentina này, nhưng mức giá dự kiến có lẽ sẽ rơi vào khoảng 50 đến 55 triệu, không phải là quá rủi ro cho thương vụ này với các lý do trên. Đã có một vài đội bóng lớn trong nhóm Big Six ngỏ lời dạm hỏi hoặc có nhiều tin đồn về trường hợp của nhà vô địch World Cup như là Liverpool, Arsenal, Chelsea và Manchester United. Hãy cùng xem xét từng đội sẽ cần McAllister mức độ như thế nào nhé. Đầu tiên sẽ là trường hợp của Manchester United. Người ta luôn biết rằng với Erik ten Hag, ông đã luôn xem tiền vệ Frankie de Jong là mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh Man United mà ông đã phác thảo trong đầu. Khi bộ đôi tiền vệ Frankie de Jong với Casemiro đá với nhau, khiến tuyến giữa Man United trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thay vì việc chỉ dùng Fred như một giải pháp tạm thời. Sabitzer thì BN vẫn đang có động thái theo dõi và không muốn bán đứt. Còn về Eriksen, người ta không thể bắt một người có tiền sử bệnh tim và đã hơn 30 tuổi cầy ải tận 4 đấu trường của Man United liên tục được. Với việc thương vụ De Jong vẫn đang rơi vào bế tắc do cầu thủ người Hà Lan này quá trung thủy với Barcelona, Erik ten Hag rất có thể sẽ không đợi được nữa khi ông cần gấp một tiền vệ có khả năng điều bóng và giữ bóng trong đội hình nhưng trẻ khỏe hơn Eriksen. Một số nguồn tin nội bộ cho biết Man United đã đưa McAllister vào danh sách tầm ngắm trong trường hợp thương vụ De Jong sẽ vẫn dậm chân tại chỗ. Tiếp theo là đội bóng đang ở đỉnh bảng xếp hạng Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta cũng đã bắt đầu gửi đi những tín hiệu về sự quan tâm đặc biệt tới với cầu thủ này. Trong sơ đồ 4-3-3 được Arteta thường dùng trong mùa giải năm nay, vị trí của Saka đang bị giới mộ điệu đánh giá khá thấp. Dù cho cầu thủ người Thụy Sĩ có cho mình mùa giải hay nhất sự nghiệp kể từ khi cập bến Emirates, song những hạn chế về tốc độ cùng kỹ năng khiến một số người cho rằng nếu có thể thay thế Saka bằng một tiền vệ khác thì pháo thủ thậm chí có thể còn hay hơn. Nếu về với đội chủ sân Emirates, nhiều khả năng Maka sẽ được thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái thay cho vị trí của Saka. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của riêng tôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem Arteta sẽ làm gì với McAllister nếu có được tiền vệ này nhé. Điểm đến tiềm năng tiếp theo là Liverpool. So với Arsenal thì Liverpool là đội thực sự cần tiền vệ này hơn. Xét về lực lượng, đội bóng thành phố cảng gặp một cuộc khủng hoảng về nhân sự giữa sân. Naby Keita được cho là sẽ rời đi sau mùa hè này. Những cầu thủ trẻ như Curtis Jones chưa thấy có dấu hiệu lớn, trong khi Oxlade-Chamberlain vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi những người từng được xem là trụ cột như Fabinho và Henderson đã không còn giữ được sự ổn định thường thấy như vài năm trước nữa, Liverpool không thể cứ sống mãi trong sự kỳ vọng rằng một ngày tuyến giữa của họ sẽ chơi tốt như trận gặp Man United được, và McAllister có thể sẽ là viên gạch đầu tiên trong kỷ nguyên mới của vua đấu cúp châu Âu. Đội bóng cuối cùng đang có tin đồn về Alexis McAllister chính là Chelsea. Đội bóng đang trong thời kỳ tái thiết mạnh mẽ khi đã dành đến hơn 600 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng vào mùa giải năm nay. Tuy mua nhiều là thế nhưng số cầu thủ có thể thi đấu tốt ở hàng tiền vệ Chelsea hiện tại thực sự không có nhiều. Nếu về với Chelsea, Alexis McAllister sẽ về với người thầy đã tạo nên tên tuổi của mình là Graham Potter và khả năng cao sẽ có suất đá chính khi mà anh này đã quá quen thuộc với chiến thuật của ông thầy cũ này rồi. Một điểm cộng trong thương vụ này đó là việc Alistair sẽ được đá cặp cùng Angel, người đồng đội đã cùng anh lên đỉnh thế giới tại Qatar vừa rồi. Thật ra trong danh sách đội bóng quan tâm còn có Tottenham, thậm chí gà trống còn nhiều lần gửi lời ve vãn đến cầu thủ người Argentina từ tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên gần đây không biết vì lý do gì mà thương vụ này có vẻ đã bị gác lại. Về phần bản thân mình, McAllister mới đây đã có một phát biểu lấp lửng về tương lai của mình với đài TYC Sports rằng anh hạnh phúc với hiện tại và không nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai. Anh này cũng mở ngoặc thêm rằng tôi sẽ rất vui nếu đội bóng tiếp theo sẽ thuộc ngoại ngành. Có lẽ với độ tuổi 24 tươi đẹp này, việc dũng cảm sang một môi trường mới sẽ tạo bước đà không thể tốt hơn cho McAllister có thể bứt lên trở thành một ngôi sao rực sáng nữa của bóng đá thế giới. Hãy cùng đón chờ tương lai của chàng trai này cùng chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.